các bạn, hôm nay ngày 4 tây tháng 4 năm 2020. Đây là trái khổ qua màu trắng đây các bạn. Đây trái khổ qua. Hôm nay ngày 4 tây tháng 4 năm 2020. Chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới nhiều sức khỏe nha. Đây, cái quà.